Xin chào các bạn, trong video tiếp theo này mình sẽ cập nhật danh mục đầu tư của mình. Và mình xin nhắc lại là mình chỉ chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của mình và không được cho là lập nghiệp đầu tư. Thì đây là danh mục đầu tư của mình. Mình bắt đầu đầu tư từ tháng 2 năm 2021 và bây giờ là tháng 8 rồi. Thì sau 6 tháng thì hiện giờ là đây là những đồng coin mình đầu tư. Thì nếu mình xem về tỷ lệ thì ADA chiếm tỷ lệ cao nhất là 42%, tiếp theo đấy là CAC 25%, và thứ ba là BNB 11%, và cuối cùng là Harmony One 6%. Thì đồng duy nhất mình đã chốt lời và rút được vốn về là đồng Harmony One. Thì số coin này bây giờ sẽ là số coin hold to the moon, có nghĩa là mình đã lấy được cái vốn này về này và đã chốt được là thêm 247%, thì có nghĩa là đồng này mình sẽ hold đến hết chu kỳ, đến khi nào Bitcoin lên đỉnh và bắt đầu altcoin bay thì mình sẽ chốt lời Harmony One. Và đồng thứ hai là đồng ADA và CAC ấy, thì mình cũng sẽ chốt lời vào cuối chu kỳ. Thì hai đồng này và cả đồng BNB nữa. Còn những cái đồng nhỏ này ấy, những cái đồng mà mình theo trend như là trend NFT game này, hay là đồng những cái đồng meme coin như là Dogecoin, Shiba Inu, hay những cái đồng bên mảng NFT như là Bakery Swap, Ecomi hay là Digo Finance, thì những đồng này mình cũng sẽ chốt lời cũng vào cuối chu kỳ. Đấy, có nghĩa là mình sẽ hold to the moon, hầu hết sẽ hold to the moon. Còn Bitcoin là không bao giờ chốt lời, thì mình đầu tư khá ít và đến chu kỳ năm sau thì mới bắt đầu thu mua Bitcoin trong cái chu kỳ bear market. Cardano thì cũng sẽ như vậy. Cardano mình sẽ kỳ vọng target cho chu kỳ năm sau, nên riêng Cardano mình sẽ giữ lại khoảng, mình nghĩ là khoảng 10-20% coin hầu thư để đến chu kỳ năm sau. Còn trong chu kỳ năm nay thì khi nào lên đỉnh mình sẽ chốt lời, những cái đồng này sẽ chốt lời hết này, những cái đồng nhỏ. Còn riêng đồng One Cake và ADA, mình nghĩ là ba đồng này mình sẽ giữ lại khoảng 10-20% tùy đồng. Thì hiện giờ mình đã lời được 1.000 đô với tổng số vốn ban đầu đầu tư hiện giờ là 4.414 đô. À, vẫn có một số lượng USDT là 3% là 150 đô, 152 đô để nếu mà thị trường điều chỉnh thì có thể mua thêm vào. Còn hầu hết là mình nghĩ là mình sẽ chốt lời hiện giờ, là khi mà mình xem giá của Bitcoin thì mình có thể đo được sóng. Sóng LS số 4 mình đã xong rồi, đã điều chỉnh xong, thì mình có thể đo được sóng số 5 mình sẽ lên được những vùng nào. Thì mình sẽ dùng Fibo mở rộng mình đo. Thì đấy, sóng 5 của mình có thể lên đến 1.000 khoảng 200 đô. Đây là cạnh dưới là vùng 1.618, cạnh trên 2.618 thì có thể lên đến là 1.700 đô, à 170.000 đô, còn cạnh dưới là 120.000 đô. Thì khi mà Bitcoin mình sẽ canh, đấy, khi mà Bitcoin lên được đỉnh thì mình sẽ xem cái Bitcoin Dominant để chốt lời altcoin. Thì hiện giờ Bitcoin Dominant đang lên, đang cái trend tăng, và mình sẽ nghĩ là sẽ lên đến được cái vùng, khi mà Bitcoin lên đỉnh thì Bitcoin Dominant sẽ lên đến là khoảng 60%, và sau đấy sẽ điều chỉnh rồi phá lại cái đường 50 này, cái vùng 50% này, và khi này sẽ là đến chu kỳ altcoin tăng. Đấy, thì lúc này mình nghĩ là bắt đầu chuẩn bị để chốt altcoin.
Đấy là khi là muốn chốt OCOIN thì các bạn chú ý cái Bitcoin Dominant. Còn và một cái chỉ số mình cũng nên xem, chú ý là cái Crypto Fear and Greed Index. Khi mà cái tỷ lệ này lên tầm trên 90% là khi mà thị trường khá hưng phấn ấy, thì mình nghĩ là nên nên chốt lời, bắt đầu chốt nghỉ nên chốt lời. Hiện giờ là đang lên là 65 điểm rồi. 65 điểm rồi. Rồi. Rồi ok, đấy là cập nhật nhanh về cái danh mục đầu tư và cũng như là kế hoạch chốt lời của mình. Đấy là mình sẽ hold to the moon. Hầu hết sẽ hold to the moon. Và tùy những đồng coin, mình sẽ phân tích biểu đồ cụ thể để biết là ví dụ như là ADA thì mình sẽ kỳ vọng đến bao nhiêu. Ví dụ ADA, ADA mình đo là mình sẽ lên được bao nhiêu. ADA thì khi mà đo thì mình thấy là có thể lên được đến là 4 khoảng 5 đô này, đến cạnh trên là khoảng 7 đô. Hãy có nghĩa là tầm tầm 5 đô là mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu chốt lời ADA. ADA. Còn mình xem còn đồng khách thì sao? Cách thì mình đo thử lên đến bao nhiêu. Rồi ok, cách thì lên đến tầm là khoảng 80 đô. Đấy, thì có nghĩa là mình sẽ phối hợp giữa phân tích biểu đồ Bitcoin, phân tích Bitcoin Dominant và phân tích chỉ số Fear and Greed Index và phân tích biểu đồ riêng của từng coin. Thì có nghĩa là lên đến vùng này là phải bắt đầu chốt lời. Đấy, coi là tùy coin có thể lên đến hay không lên cũng tùy nữa, thì mình sẽ tùy cơ ứng biến thôi. Đấy, đó là kế hoạch chốt lời của mình. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ hợp lý thì cho mình xin một like để mình có động lực làm video. Xin chào tạm biệt các bạn.